Quang Vững xin kính chào quý bác. Hôm nay xin giới thiệu đến quý bác một chiếc đồng hồ tạ cây tổng thống mang thương hiệu Howard Miner đến từ đất nước Mỹ. Nó có kích thước chiều cao là 2m25 và chiều ngang gần 70cm. Một chiếc đồng hồ mang cái màu vàng cát may mắn. Được làm bằng gỗ sồi và được sưu tầm nguyên chiếc từ nước Mỹ về. Nó có 12 côn, 12 búa, chưa được 3 bản nhạc, bản Wood, bản Ceramic và bản Westminster. Và đặc biệt hơn nữa, đây là một chiếc đồng hồ mang phiên bản kỷ niệm. Và hai gọi đồng hồ tổng thống rất là đẹp và cực kỳ tuyệt vời như bác nhìn đây. Rất là đẹp luôn, trang trọng và quý phái đúng không ạ? Em mở bên trong ra để bác nhìn lại cái mặt số và ba tạ chạm, nắp chạm và giấy tờ đây. Nắp tono còn nguyên. Đó. Rất là tuyệt vời luôn đúng không các bác? Số nổi chrome vàng, có kim dây và ba tạ khoảng một tuần trời chúng ta mới phải lên tạ một lần. Đồng hồ chạy bằng cơ học, các bác lưu cho. Thương hiệu Howard Miner được dập ở đây. Ở trên này có lịch thiên văn, tức là lịch âm lịch theo cách gọi Việt Nam của chúng ta. Đây, Medellin Division, đấy là phiên bản kỷ niệm. Đây là Howard Miner cũng được dập ở đây luôn. Đấy. Và bây giờ để mất thời gian của bác, em mở cái nắp hông này ra để tắt chuông âm thanh của chiếc đồng hồ này. Mời các bác thử âm của nó với 12 côn, 3 bản này. Hiện tại em đang để bản Wish. Mời các bác thử âm bản Wish. 30 phút bản Wish. Rất là hay đúng không ạ? Và tiếp tục mời các bác thưởng âm bản Ceramic. Em gạt chủ nước thứ hai. Em quay 45 phút. Và tiếp theo em gạt xuống nút cuối cùng bản Westminster, bản truyền thống. Rất là ngọt ngào và ngang đúng bác. Thì bộ máy cái gì này, bộ máy to của thương hiệu Azika được sản xuất tại Đức. Và ở đây có dập thương hiệu Howard Miner ở trong máy luôn. Và bác thấy máy còn đẹp như mới luôn. Đấy, tất cả máy cho đến bên ngoài của nó, đấy, vỏ các kiểu còn em đánh giá còn đẹp trên 98%. Mặc dù được ra đời sản xuất khoảng vào những năm 1000 em mà nên nó không ra. Sản xuất vào những năm 1970. Nhưng mà cái tình trạng còn rất là đẹp như đây. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, em soi kỹ cho xem. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy. Và em xin nhắc lại cái kích thước của nó, chiều cao là 70cm. Đấy bác nhá. Chiều cao là 2m25 và chiều ngang là gần 70cm. Và đây là đồng hồ phiên bản Newton và đồng hồ mang thương hiệu Howard, đồng hồ tổng thống Howard Miner mang màu vàng cát rất là đẹp, độ mới 98% như em đã giới thiệu. Và em có vẫn đang giao lưu với bác là 65 triệu. Và bác phải lưu ý cho là với chiếc đồng hồ này, nếu mà các bác có người nhà bên Mỹ hay bên Mỹ, các bác biết để mua được chiếc đồng hồ còn nguyên hộp, mà nếu mà còn nguyên hộp mà tình trạng còn đẹp mới thì giá trị của nó rất là cao, tính ra Việt Nam đồng khoảng mấy trăm triệu chưa tính vận chuyển về. Nhưng em nói rõ đây là đồng hồ hàng sưu tầm bên Mỹ, đại hàng này là hàng tồn kho, vì thế em mua được giá rất là tốt, độ mới còn gần như mới luôn. Đấy, như đã giới thiệu và quay video kỹ để bác xem rồi. Và giá em có vững xin giao lưu là 65 triệu, giá bao gồm vận chuyển, lắp đặt tận nơi với bán kính là 200 km đổ về, các bác lưu cho. Đấy, và đương nhiên với những sản phẩm đồng hồ của em có vững đều bảo hành những chiếc sản phẩm theo tiêu chuẩn của hãng là 2 năm, vì hãng khi mà bán mới ngày xưa bán ra cũng bảo hành 2 năm, thì em dựa trên cơ sở đó bảo hành. Dĩ nhiên bác biết đồng hồ thì chúng nó rất là bền, không có gì để hỏng cả. Đấy, bạn thấy bao nhiêu năm rồi mà về cái em dùng luôn, không phải động chạm gì cả. Chúng ta chỉ có tra dầu định kỳ,
6 tháng một lần nó thôi thì nó rất là bền bỉ và cực kỳ tuyệt vời. Xin được giới thiệu được các bác ở đây. Xin cảm ơn quý bác và xin hẹn gặp các bác ở trong những video sau.